Xin chào các bạn, trước mặt các bạn đang là hộp của một cái sản phẩm vừa mới được Xiaomi ra mắt cách đây vài hôm. Đó chính là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi S2. Và hôm nay rất là nhanh chóng, Mobile City đã có ở trên tay hộp của cái sản phẩm này rồi. Các bạn có thể thấy luôn là cái hộp của sản phẩm này thì nó màu đỏ và phía mặt trước này chúng ta có dòng chữ S2. Các bạn tưởng tượng ra cái gì không? Ngày xưa ấy, chúng ta hay sử dụng cái ký hiệu S2 này để tượng trưng cho cái trái tim đấy, các bạn thấy không? Đó, hình trái tim như này, rất là đẹp đúng không nào? Nó và phía mặt sau của cái chiếc điện thoại Xiaomi Redmi S2 thì nó có in các thông tin về sản phẩm. Ví dụ như là sản phẩm này sẽ có con chip Snapdragon 625 này. Đó, rồi là nó sẽ có bộ đôi camera kép. Và lát nữa thôi, trong cái quá trình mở hộp cái sản phẩm này ra thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái cấu hình của cái sản phẩm này nhé. Và cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này sẽ là cái phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Và hiện tại thì Mobile City đang để giá khởi điểm cho sản phẩm này nó rơi vào khoảng 3,4 triệu. Sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn nguyên siêu luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc siêu cái sản phẩm này ra nhé. Cách đóng hộp của Xiaomi đối với cả các sản phẩm giá rẻ nó khá là giống nhau. Rồi, ok. Chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi S2. Đây là một cái sản phẩm màu gold và phía mặt trước này thì là màu trắng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ để cái sản phẩm này qua một bên đã. Xem bên trong nó sẽ có những cái gì nào. Rồi, đầu tiên ở bên trong này nè. Như truyền thống của Xiaomi trong năm gần đây, nghĩa là nó sẽ có tập sách hướng dẫn sử dụng và kèm theo đó là cái ốp lưng dẻo, các bạn thấy không? Rất giống các thiết bị Xiaomi thời gian gần đây. Rồi tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Củ sạc này thì là cái củ sạc có điện áp là 5V 2A. 5V 2A là sạc cũng tương đối nhanh rồi. Rồi tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có một sợi cáp chuẩn micro USB. Chắc chắn là cũng không thể nào là USB Type-C được, bởi vì là cơ bản là người anh em của nó là Redmi 5 Plus với cả Redmi Note 5 Pro thì vẫn chưa có USB Type-C, thì cái này thì không có thể có được. Và cuối cùng ở dưới cùng này thì chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM ở đây. Đó, hết rồi. Và đây là toàn bộ những phụ kiện của máy. Bây giờ thì mình sẽ bỏ qua một bên để nói chi tiết hơn về máy nhé. Rồi, và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Xiaomi Redmi S2. Ở ngay bên ngoài cái lớp siêu dán ở bên ngoài màn hình cuối chiếc điện thoại này thì các bạn có thể thấy luôn là nhà sản xuất đã nhấn mạnh vào một số những thông tin về sản phẩm. Ví dụ như là nó nhấn mạnh rất nhiều vào camera trước có độ phân giải là 16 megapixel. Tiếp theo nữa là nó nhấn mạnh vào bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải lần lượt là 12 megapixel và 5 megapixel. Và nhấn mạnh rằng là đây là camera có trí tuệ nhân tạo AI. Đó, đây, bộ đôi camera kép phía sau đây. Đặt dọc rất là giống như ở trên Redmi Note 5 Pro. Rồi, và phía dưới nữa thì có in cái thông tin điểm nhấn tiếp theo nữa của sản phẩm, đó là CPU của nó sẽ là con chip Snapdragon 625. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bóc siêu của cái sản phẩm này ra nhé. Tổng quan qua về mặt thiết kế, các bạn có thể thấy luôn là chiếc Xiaomi Redmi S2 của chúng ta khá là giống với cả chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Chính xác là như vậy, vì là Redmi 5 Plus thì nó chỉ có một cái cụm camera ở phía sau thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng phần một nhé. Ở phía mặt trước này, chúng ta sẽ có một cái camera tự sướng ở đây. Đây, mình bật camera tự sướng lên cho các bạn xem luôn. Đây, camera tự sướng của nó góc khá là rộng luôn và nó nhấn vào camera tự sướng với độ phân giải là 16 megapixel ở đây. Đó, che đi là chúng ta có thể thấy được luôn. Tiếp theo nữa này, nếu mà các bạn bật đèn flash này lên này, đó, thì các bạn có thể thấy là ở cái vị trí ngoài cùng này, nó sẽ là đèn flash. Rồi, và phía bên cạnh nữa thì chúng ta sẽ có các cái cảm biến. Ở phía dưới này thì nó hoàn toàn không có gì cả. Và ba cái phím điều hướng của nó thì đã đặt ở bên trong màn hình rồi. Và khi mà các bạn lên MIUI 9.5 ấy, thì nó cũng ẩn được luôn cả ba cái phím điều hướng này đi. Và chúng ta sẽ chỉ cần vuốt từ dưới lên để cho chúng ta có thể thoát ra. Hoặc là các bạn cũng có thể vuốt từ bên cạnh ra là nó đã có thể thoát được cái camera này ra rồi. Đây là một trong những tính năng rất là hay khi mà các bạn lên MIUI 9.5. Đối với cả những sản phẩm Xiaomi nào ấy, mà nó có ba cái phím điều hướng được đặt ở bên trong màn hình. Tuy nhiên khi mà các bạn nhìn vào cái phía mặt trước này, các bạn có thể thấy luôn là mặc dù cái màn hình của nó là cái màn hình tỷ lệ là 18:9, nhưng mà cái phần viền trên này, viền dưới này và viền trên này của nó này nhìn khá là dày, và cả ở cái viền hai bên này cũng vậy. Và khi mà các bạn bật cái trình điện thoại này lên ấy, mình bật lên để cho các bạn thấy là cái nền trắng này của nó phía trong này, thì ở cái phía rìa bên ngoài này của nó
thì nó sẽ là cái viền đen cũng tương đối dày luôn. Và nếu mà các bạn mua những phiên bản màu đen ấy thì nó sẽ biến mất những cái viền này, vì cái màu đen ở bên ngoài cái màn hình này thì nó sẽ quyện với cả cái viền đen ở phía bên trong màn hình thì nó sẽ mất, và nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn là cái phiên bản mà có mặt trước màu trắng như thế này. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái khay để chứa SIM cũng như thẻ nhớ. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chính cái que chọc SIM của cái máy này để mà tháo cái SIM ra. Đây, khi mình tháo ra các bạn có thể thấy luôn là chiếc máy này sẽ có hai SIM và một thẻ nhớ luôn, nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cả hai SIM và thêm một cái thẻ nhớ nữa. Hai cái SIM này thì đều là SIM nano cả đó, còn đây là cái khay thẻ nhớ này đấy, và chúng ta hoàn toàn không cần phải hy sinh bất kỳ một cái gì cả. Đây là cũng là một trong những cái tính năng rất là hay của những cái sản phẩm Xiaomi trong thời gian gần đây, chúng ta cũng không cần phải hy sinh cũng như là không cần phải độ lên hai SIM và thẻ nhớ đâu. Rồi phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Đó, những cái phím này thì cái độ đàn hồi cũng như là độ nảy rất là tốt. Ở phía bên cạnh dưới thì chúng ta sẽ gồm cổng micro USB loa ngoài, kèm theo đó là một cái giải giả loa nữa. Ở phía trên này chúng ta sẽ có rắc cắm tai nghe 3.5mm, mắt thần hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái mic phụ để cho chúng ta có thể thu âm được tốt hơn. Ở phía bên mặt sau này thì sẽ là những cái điểm mà mình sẽ nói luôn là khác biệt so với cả chiếc Redmi Note 5 Pro như nào. Thứ nhất là nó vẫn có một cái cụm camera kép đặt dọc ở phía sau này, tuy nhiên là cái giải anten của nó ấy, thì nó đã được vát lên phía trên này bằng hai cái đường cắt. Đó, những cái đường cắt như này thì chắc là các bạn cũng thấy ở trên các cái sản phẩm của Meizu rồi. Ngày xưa thì Meizu cũng làm theo kiểu hai cái đường cắt như thế này. Đó, ở phía giữa này chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay một chạm ở đây. Và cái cụm camera này sẽ có hai camera với độ phân giải lần lượt là 12 megapixel và 5 megapixel. Cái camera chính của nó sẽ là 12 megapixel, còn cái camera 5 megapixel là sẽ là cái camera hỗ trợ các bạn cái khả năng chụp ảnh xóa phông. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có logo của Xiaomi. Và qua những cái trải nghiệm đầu tiên của mình ý, thì ví dụ mình gõ vào đây này, rồi thậm chí mình dùng răng mình cắn vào thì mình có cái cảm giác là đây là nhựa chứ lại không phải là kim loại. Đấy, thì không biết là những cái bạn sau này các bạn dùng thì các bạn sẽ cảm nhận ở đây là nhựa là kim loại, nhưng mà mình nghĩ là 90% đây là nhựa rồi chứ không thể là kim loại được. Đó, và cái phần G màn hình này của nó này thì nó làm kênh lên hẳn so với cả cái phần khung như thế này. Đấy, cái phần màn hình nó giống như là nó ép vào cái phần khung này nên là nó nhô lên rất là cao, và trong cái quá trình mà các bạn vuốt từ hai bên này sang này nó sẽ bị một cái cảm giác cấn tay. Đó, cái màn hình này thì nó cũng là cái màn hình phẳng thôi chứ nó cũng không phải là cái màn hình phát 2.5D hay là như thế nào cả. Và trở lại với màn hình ấy thì hơi đáng tiếc một chút khi mà cái sản phẩm của chúng ta nó chỉ có cái màn hình với kích thước là 5.99 inch, nghĩa là gần 6 inch, nhưng độ phân giải của nó chỉ là HD cộng mà thôi. Chính xác cái độ phân giải của nó sẽ là 720x1440 pixel, và cái mật độ điểm ảnh cho ra ở trên cái màn hình này ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng 269 ppi thôi. Bình thường với những cái sản phẩm nào mà có mật độ điểm ảnh dưới 300 ppi thì chúng ta sẽ nhìn thấy những điểm rỗ ở trên màn hình, và cũng rất dễ dàng để cho chúng ta có thể nhìn thấy những điểm rỗ ở trên màn hình của cái sản phẩm này. Về hiệu năng ấy, thì đây lại là một trong những cái điểm đáng giá của chiếc Xiaomi Redmi S2 ở trong cái tầm giá của nó, khi mà nó vẫn sở hữu con chip là Snapdragon 625. RAM đi kèm theo cái sản phẩm này sẽ là RAM 3GB, và cái phiên bản mình đang cầm ở trên tay này thì nó có bộ nhớ trong là 32GB. Đây, bộ nhớ trong là 32GB, và khi mà mình chưa cài bất kỳ một cái game ứng dụng nào vào đây thì nó còn chống tới là 24.66GB, và nó có cả hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài mà không phải hy sinh cái khay SIM nữa, thì sẽ tương đối thoải mái cho chúng ta sử dụng để mà lưu trữ phim ảnh rồi nhạc nhẽo vào đây. Về thời lượng pin ý, thì máy của chúng ta sẽ sở hữu viên pin với mức dung lượng là 3080mAh, mà nó chỉ phải gánh cái màn hình HD cộng thì mình nghĩ là cái sản phẩm này cũng sẽ sử dụng cho chúng ta tương đối thoải mái trong vòng gần một ngày. Đi sâu hơn nữa vào phía trong này ý, thì chúng ta sẽ có phiên bản MIUI version 9.5.2 trên nền tảng Android 8.1.0, nền tảng Android khá là mới mẻ trên một cái sản phẩm thiết bị giá rẻ như này. Và khi mà chúng ta kéo thanh thông báo này xuống này thì các bạn sẽ có luôn một cái phiên bản update phần mềm mới, nó sẽ là MIUI 9.5.6 đấy, còn cái phần mềm cũ mà nó đang sử dụng bây giờ là 9.5.2. và với cái phần mềm MIUI 9.5 trở lên ấy, thì như đã nói ở ngay đầu video, các bạn sẽ có những thao tác vuốt chạm, ví dụ như này, các bạn sẽ vuốt sang để back này, và vuốt sang để back này, đó, các bạn thấy không, và vuốt từ dưới lên để cho chúng ta có thể thoát ra khỏi ứng dụng này, rồi vuốt từ dưới lên và giữ im thì chúng ta sẽ ra cái trình đa nhiệm như này.
nó rất là hay và khá là giống với cả iPhone 10. Tổng quan lại, Xiaomi Redmi S2 nó là một cái sản phẩm có một cái thiết kế nó na ná giống như là chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro, và cái cấu hình về RAM với cả chip thôi thì nó lại khá là giống như là chiếc Redmi 5 Plus. Đó, bộ đôi camera này thì lại giống như Redmi Note 5 Pro. Tuy nhiên có những cái điểm mà mình cảm thấy rằng là mình chưa hài lòng lắm về cái dòng này, thì chắc là cái điểm chưa hài lòng nhất đặc biệt ở đây nó sẽ là cái màn hình của dòng này. Khi mà nó chỉ sở hữu cái màn hình là HD cộng mà thôi thì có lẽ là đây sẽ là cái điểm trừ lớn nhất của nó, bởi vì là cái màn hình của nó rất là lớn, màn hình của nó là lên tới gần 6 inch cơ, và nó lại chỉ sở hữu cái màn hình là HD cộng, nên là mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng những điểm rỗ ở trên cái màn hình này, và đó là cái điểm mà mình chưa hài lòng. Hay như là nếu mà các bạn kỹ tính hơn một chút ý, thì các bạn cũng có thể chưa hài lòng bởi vì cái mặt lưng này của nó này, nó lại chỉ là cái mặt lưng nhựa mà thôi, hoặc là cũng có thể chưa hài lòng bởi vì là cái cổng này của nó này đến đời 2018 rồi mà nó vẫn là cái cổng micro USB. Đấy, thì có một số bạn thì các bạn ấy chưa hài lòng lắm về những cái điểm đó. Còn lại thì cái viên pin 3000 mAh thì mình thấy là cái viên pin này cũng là ở mức độ ổn chứ không phải là mức độ yếu đâu. Rồi, và trên đây là mình vừa mới trên tay cái sản phẩm Xiaomi Redmi S2. Nói chung là ngoài những cái điểm mà mình chê đó ra ấy, thì cái sản phẩm này cũng nhấn mạnh vào cái camera trước có độ phân giải là 16 megapixel này. Đó, và đèn flash hỗ trợ nữa này. Camera sau thì easy look như là Redmi Note 5 Pro với bộ đôi camera kép như vậy. Và cấu hình của cái sản phẩm này thì ở cái mức độ tạm ổn khi mà nó sở hữu RAM 3GB cũng như là con chip Snapdragon 625. Đó. Còn các bạn cảm thấy sao về Xiaomi Redmi S2? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.